nghệ. Nói đến người thì cũng phải nhớ đến mình. Một cái giọng ca chan chứa tình cảm quê hương. Xin quý vị chào đón nữ ca sĩ Hương Thủy. Hương Thủy xin trân trọng kính chào quý vị. Đầu năm mới Quý Tỵ, Hương Thủy xin kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe bền bỉ, tiền vô đầy bỉ, tình yêu vừa ấy cũng hỷ cũng hỷ. Nãy giờ trong suy nghĩ được nhiều đó để ra chúc cho quý vị đó. Thôi bây giờ Hương Thủy sẽ hát liền cho quý vị nghe một sáng tác có giai điệu mùa xuân. Mời quý vị cùng nghe bài hát mang tựa đề Tâm Sự Nàng Xuân. Mời quý vị cùng nghe nha.
nhiều. Và bài hát tiếp theo, Hương Thủy xin gửi đến tất cả quý vị một bài hát mang âm hưởng dân ca miền Nam của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Bài hát này thì Hương Thủy đã làm nhạc để chuẩn bị thâu CD rồi, nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay để hát trước tiên để tặng cho tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay bài hát mang tựa đề Áo Mới Cà Mau. Mời quý vị cùng nghe nha. Cảm ơn quý vị. Nghe nói Cà Mau xa lắm.